Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay thì mình có làm theo cái chỉ dẫn của một bạn và inbox khá là lâu rồi. Nghe bảo ở đây rất là giàu luôn. Bạn ấy bảo mình là cứ vào đây chắc chắn đi ra không bao giờ thiếu đồ. Hôm nay thì mình vào test thử xem ở cái khu vực này thì nó sẽ có gì hot ở đây. Vâng, mình nghĩ là cũng không phải là quá giàu. Và mình nghe tiếng dù bay xuống bên này và tiếng chân cũng rất là rõ luôn, như trên nóc nhà anh em ạ. Và bạn ấy đang thủ trên nóc nhà, hay nha, bay kiểu điếu gì lên nóc nhà luôn. Vâng, một cái lựa chọn dừng chân rất là hợp lý, nhưng mà nóc nhà thì nên cong như thế nào là hợp lý nhất nhờ? Vâng, phải đợi bạn ấy xuống thôi, không cong được. Nhà này không có gốc lên. Để xem bạn ấy có mang được cái gì ngon xuống không. Mình sẽ đi chậm, nói khẽ, cười duyên. Vâng, phải y như là gái 18 vậy. Thế nó mới dụ được người ta chứ. Bây giờ mấy ông mà không trẻ trung xinh gái làm sao mà dụ được nó chứ. Vâng, chỉ là một con bot đến quấy rối mà thôi. Bạn ấy vẫn đang bình tĩnh ngồi sau cái... Vâng, chính xác là ngồi trên mái nhà. Và bạn ấy bắt đầu sấy ai đó rồi. Ok, kêu bạn ấy luôn đi. Ngồi mà chờ trực bạn ấy rơi xuống ấy đúng là móc mồm mất. Vâng, chính xác là lòi mồm luôn anh em ạ. Giết nhanh còn đi, không lát bot nó chạy lại bạn ấy giết hết rồi mình đúng là cạn lời luôn anh em ạ. Vâng, chơi map sa mạc thì chúng ta sẽ gọi là sa mạc lời. Mình nghĩ ở đây thì cũng không phải là giàu lắm. Và cũng không phải là quá đủ đồ. Tại vì hiện tại mình đang thiếu scope. Vâng, muốn đủ đồ, muốn nói là đủ đồ thì chúng ta cần phải đầy đủ scope cơ. Không hẳn là đầy đủ thì ít nhất mình phải có một cái X3 hoặc một cái X4 thì gọi là ok. Bây giờ thì không có cái nào rồi. Vâng, nhưng mà có một cái giáp 3 ở đây. Ở mấy cái nhà như này thì thường nó sẽ có xác suất spawn là đồ hiếm nhở. Nên mình nghĩ bạn ấy bảo ở đây giàu thì cũng là một cái điều tất nhiên thôi. Chắc có lẽ trận này mình hơi đen. Vâng, sau khi loot trong kia ra thì mình cũng không phải là đủ đồ cho lắm nên mình loot thêm cái khu nhà này. Và đây là một khu nhà mà bạn ấy cũng bảo cho mình là khi em lút bên đấy thì nên qua đây để có thể có đầy đủ đồ hơn. Nhưng mà mình nghĩ nó cũng không gia tăng được thêm bao nhiêu. Vâng, cái khu nhà đấy thì mình nghĩ là chỉ một người lút thôi nhá. Cứ hai người trở lên là auto nghèo, các bạn cứ xác định là như vậy. Trận này thì chắc là mình sẽ đi theo thính thôi, follow thính nào. Chứ không biết đi đâu để lút thêm. Mình thì mình quen vào mấy khu lớn rồi, một ăn cả ngã về không ấy, một là giàu luôn, hai là chết làm trận mới cho nó nhanh. Chứ bắn kiểu nghèo nghèo đói đói thực sự nó rất là khó bắn. Các bạn cũng như vậy, bắn kiểu for fun thì nó sẽ khác, vui vui thì bắn đổ sao cũng được, chứ còn bắn lấy top thì yêu cầu nó phải nghèo, nhầm, xin lỗi các bạn, nó phải giàu thì mới chấp nhận được. Vâng, và cục thính đang rất gần với chúng ta, nhưng đường đi là khá hiểm trở. Không sao anh em ạ. Úi dồi ôi, nó rơi lên mái nhà rồi. Ok. Vâng, như là rớt vào trong rồi thì phải. Úi dồi ôi. Làm gì căng vậy? Like thì tranh thính với chúng tôi này. Và một bạn đến từ hình như Lào thì phải, Lào bên Campuchia gì đấy. Nói chung mình mù mờ về cái cờ quốc gia này lắm. Các bạn thông cảm nhá. Hoặc ai biết thì có thể comment. Vâng, bạn này cũng lút dạo. Vâng, một fan trung thành của lút dạo và rất là nghèo luôn. Nghèo dã man con ngàn ý. Chúng ta sẽ lên lúc thính nhở. Nãy giờ chưa lên được, còn té SML nữa chứ.
Wow. Cục thính của chúng ta có AUG. Cũng thơm phết đấy. Nhưng mà cũng đen nhỏ. Gặp cái ông kia cũng nghèo như mình. À đâu, chính xác hơn là có khi nghèo hơn mình ấy chứ đùa. Đã nghèo rồi gặp ông còn nghèo hơn. Vâng, số chán thế đấy. Vâng, các bạn đã nhìn thấy gì chưa? Các bạn đã nhìn thấy cái gì vàng vàng chưa? Vâng, làm giàu không khó. Và mình đang rất là chú ý để nghe cái tiếng chân, nhưng mà lại không nghe bất kỳ cái tiếng chân nào phát ra thế này. Thì không có ai anh em ạ. Điêu nhờ. Thính thì bốc khói nghi ngút ở bên, nhưng mà trong khu nhà lại chả có ai. Là vô lý. Vâng, ở dưới cục thính cũng chả có ai luôn. Đồ đạc thì nằm la liệt. Có lẽ là một pha bỏ đi rồi. Lút xong với tốc độ bàn thờ và té khỏi đây cũng với tốc độ bàn thờ luôn. Hay nha. Vâng, cục thính điếu có gì cả. Ngoại trừ bộ giáp ba mũ ba. Hay đấy. Vâng. Vẫn để lại một bộ đồ ba để cho những ai không có đồ chạy đến lút. Nhưng mà mình mới lút tính xong thì mình cũng không thèm lắm. Chúng ta sẽ tiếp tục đi kiếm người thôi. Hơi nhạt. Cứ tưởng là sẽ có một pha giao tranh mà mình sẽ giàu bất ngờ. Cơ mà bất ngờ thì có bất ngờ đấy. Nhưng mà không có giàu. Nó chạy đi hết rồi. Wow, mình nghe tiếng ốp rồi nha. Hình như cái bạn lút thính Flegan đã chạy ra đây rồi. Và người thấy mùi là phải vồ đến ngay em ạ. Không thể buông tha cho bạn ấy được. Chắc chắn là bạn ấy rất là giàu luôn. Vâng, tạm thời thì mình đã nhìn thấy bạn ấy rồi. Nhưng mà góc này là chưa bắn được. Nếu mà muốn giết bạn ấy thì cần phải ốp đến gần cơ. Chứ hiện tại thì mình không có cái scope nào cả. Tỷ lệ sấy hụt là rất là cao. Và chính xác là cái tỷ lệ sấy mù mắt anh em đấy. Vâng, tầm này thì mù bằng mắt nhá. À, mình như có gì đó sai sai nhỏ. Vâng, bạn này rất là giàu luôn. AUG ấy, nhầm, xin lỗi các bạn. Groza cộng với AWM. Vâng, yếu rồi. Nhưng mà bỏ đi. Chúng ta sẽ thỏa mãn với cái hòm đồ này đã. Vâng, rất giàu anh em ạ. Bạn kia chắc có lẽ là nấp bơm máu rồi. Chỗ này mình có nên bắn Groza không? Chúng ta sẽ đổi Groza đi. Groza có Silent không bắn phí lắm. Cứ có Groza là cứ bắn thôi. Groza mạnh hơn AUG. Mặc dù có thể có những pha mù mắt, nhưng mà chấp nhận được. Miễn sao mù mắt mà mình không bị giết là được. Vâng, ở ngoài cục thính thì có lẽ là bị clear hoàn toàn rồi. Bên đây bắn khá là rát luôn. Nhưng mà bạn kia mình nghĩ là bỏ xe rồi. Sẽ có những tình huống mà quan tâm đến cái góc của mình lúc nãy. Mình sẽ chạy qua đây, chặn bo bạn ấy. Và nhân tiện thì lấy xe đi luôn. Tại vì mình ngoài bo mà. Cảm giác mà mình không giết được bạn ấy thì mình cũng bỏ đi luôn. Không cần phải khô máu làm gì. Nhưng mà không được rồi. Chắc mình phải khô máu với bạn ấy thôi.
Wow. Vâng, ngồi yên cho mình bắn headshot luôn. Dễ thương vậy. Yêu nhiều nhé. Mấy ông này bắn dễ thương thế nhờ. Định mệnh cứ ngồi yên cho người ta dã vào đầu thôi. Vâng, ai cũng như vậy thì đúng là game easy. Nhưng mà cuộc đời không như mơ nhỉ bạn. Nó chỉ nằm trong một cái câu chuyện nào đấy rất là đẹp thôi. Chúng ta nên đối diện với sự thật. Và bạn này cũng có một chút gì đó mùi thính. Nhưng mà mình quá giàu rồi. Anh em thấy làm giàu không khó không ạ? Nó là dễ luôn. Vâng. Lúc không có đồ mà lút. Lúc thì lút không hết đồ. Vâng, lại flare gun nữa anh em ạ. Wow, hình như dừng lại này. Ok. Chúng ta sẽ check thử xem đồ đạc bạn ấy như nào. Có mong sẽ có một cái X8 ở đây. Ui dồi ôi. Thơm quá anh em ơi. Thế này thì quá ngon rồi. Không phải lo nữa. Bằng ốp X8 thì tự tin lắm. Wow, xác ở đây đâu ra nhiều vậy? Vẫn còn xe ngổn ngang các kiểu nữa cơ. À, khu nhà này mình nghe tiếng chân này. Thôi xong bạn rồi. Và chúng ta sẽ đến với những pha công nhà. Còn bạn ấy ở trên tầng 2. Vợ mình nghe khá là kỹ tiếng chân rồi. Còn bạn ấy di chuyển qua đây này. Ui dồi ôi. Vâng. Game là dễ. Mình biết là bạn ấy ngồi đây rồi. Chỉ cần canh cái timing của quả bom chuẩn và ném lên thôi. Đơn giản. Vâng, vừa lúc nãy thì có một chiếc xe Racing Boy vừa đi ngang. Nhưng mà kệ bạn ấy đi. Chúng ta sẽ chiếm cái đồi cao nhá. Cái đồi cao nhất của khu lót leo nét này. Và một cái khu đồi có thể quan sát hết được. Vẫn gần hết thôi. Chứ không phải là hết được. Không biết là đã có ai lên đây trước chưa. Ui có xe. Ui dồi ôi. May quá. Vẫn còn một bạn trước màn mình nữa này. Không biết là bom không tới rồi. Mình ném ngắn tay thế nhỏ. Ui, lại một quả bom không đến nữa. Rồi, quả bom này đến rồi này. Nhưng mà nếu công bom không ăn thua thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cách công chỗ này khá là dễ luôn. Đấy, các bạn đi theo lối này. Bạn ở trong đấy không bao giờ thấy được mình đâu. Bạn ấy chỉ nghe được tiếng chân thôi. Đấy, chúng ta vòng ra sau lưng. Và sấy bạn ấy, các bạn thấy easy không? Ở đây những người không biết công thì thường thường rất là khó công. Và chắc chắn thì không bao giờ nghĩ được cái chiến thuật công hợp lý. Ngoại trừ cách lao lên cái đường thẳng trước mặt mình. Và cái đường thẳng đấy là cái đường thẳng chết chóc và chỉ cần đi lên là chết thôi. Nhưng mà công đúng cách thì chúng ta sẽ công lên đấy và theo cái đường lối của mình này. Vâng, công cũng dễ và thủ cũng rất là dễ. Và mình nghe thấy tiếng chân rồi. Đây là một cái khu vực đồi núi rất là đẹp. Nên các bạn thường thường thì sẽ đi đến đây rất là nhiều để chiếm cái khu vực này. Mình chắc chắn là bạn ấy ở điếu đâu bên sườn núi bên này rồi. Nhưng mà cứ cẩn thận. Một bạn ấy đi xuống thì phải. Nó lại đi lên.
Ok, bạn này hơi hack não. À vâng, hình như lại có người nữa này. Định mệnh đông vậy. Cứ hết thằng này đến thằng khác. Dã man còn ngàn thật. Vâng, mình muốn bắt những bạn ở dưới thôi. Với việc giao trên những bạn trên này thì hơi khoai. Và mình thấy cái bạn bắn ca nãy giờ rồi này. Úi dồi ôi, quả đấy không headshot kìa. Lay thì bò ra headshot này. Cố cái gì nữa? Có ke được headshot người ta đâu. Mà cầm ca thì có ke được headshot đi chăng nữa thì cũng không làm gì được mình đâu. Cũng chỉ là một viên headshot mà mình không thể chết được. Một pha hơi cá cố. Ôi, bạn ấy đã nhoi đầu lên nhìn mình rồi này. Wow, né hay vậy. Tí nữa là một viên ốp vào đầu rồi đấy. Hơi đáng tiếc. Nhưng mà không sao. Mình ngoài bo, bạn ấy cũng vậy. Nhưng mà bo khép thì bạn ấy phải chạy trước mình đấy. Mình có nên công lên không nhở? Và mình chắc chắn là rất ít người biết cái khu vực này. Và chính xác là biết công bằng cái đường này. Hình như bạn ấy chạy lên đây rồi này. Ok. Bò cũng mé mé một tí lên này. Nhưng mà xuống hơi khoai này anh em ạ. Vâng, có khi nhảy xuống là bị knock out luôn đấy. Quả này khoai rồi. Vâng, nếu mà chơi cùng team thì còn lấy đồng đội ra test được. Chứ bây giờ chơi một mình thì không test được rồi. Vâng, đành phải lấy cái thân xác trinh trắng này. Vâng, chính xác là chưa mất trinh lần nào. Vâng, để mình xem bên kia như thế nào. Chứ bên này thấy hơi cao, hơi ngợp rồi đấy. Đây có vẻ là ok. Vâng. Những nốc tiếp theo thì chúng ta nên đợi đầy máu cái đã. Chứ không thì... Ui rồi ôi, vẫn sống anh em ơi. Tí nữa thì hẹo rồi. Vâng, may quá. Không ngờ mình sống được. Đợt trước mình nhảy xuống đây mình toàn chết à. Nhưng mà không sao rồi. Mọi chuyện đều đã qua đi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cố gắng lấy top 1. Không biết là trên cái khu nhà còn ai không. Mình sẽ lao vào trong này đi. Trong này có vẻ là an toàn. Nếu mà khu nhà chạy xuống thì còn có chỗ mà nấp. Vâng, hình như còn hai người nữa. Và mình đã nghe được hai tiếng súng rồi. Ok. Vâng, mình thấy bạn ấy rồi. Cái định mệnh. Tí nữa thì hẹo rồi anh em ạ. Thằng này sấy ghê thế. Cũng táp đúng một viên ốp thôi mà sấy gần hẹo rồi này. Dã man còn ngàn thật. Thằng bò tiếp theo là bò nó rồi. Hơi khắm đấy. Quả này có khi mất top rồi anh em ạ. Thằng này sấy rất là gắt luôn. Sấy ảo lắm. Và bo thì lại bo nó mới đen chứ. Đối với những tình huống khoai thị sắn này thì anh em cũng biết là sở thích của mình không phải là ăn sắn. Mình chỉ thích ăn khoai thôi. Nên nếu mà không lấy được top thì anh em bỏ qua mình nhá. Ông này sấy ghê quá. Mà cái đường bo thì khắm lọ không ai bằng. Cái đường bò này thì chỉ có xử lý được bằng smoke thôi. Nhưng mà hên xui lắm. Nó có gốc cây với lại cục đá để nó chờ hết smoke nó chơi mình. Mà cái đường bò thì trống không gì bằng. Không có cỏ để mà nằm nữa chứ. Khốn nạn VL.
Vâng, chỉ mong bạn kia lao và giết bạn ấy thôi. Rồi mình mới có cơ may lao lên được cái vị trí như thế. Nó sẽ chết ông kia rồi. Ông này bắn hay mà. Quả này khó rồi. Ui dồi ôi. Ok. Vâng. Mình cứ tưởng là bất lực vâng không ăn được cơ. Thế điếu nó lại ăn được thế này. Và mình sẽ wow. Xác nằm la liệt thế này. Và mình sẽ kết thúc video tại đây. Các bạn xem thấy hay đừng quên like và subscribe kênh của mình nhá. Bye bye các bạn và hẹn lại bạn trong những video lần sau. Bye bye. Hubo cùng chơi game là ứng dụng tuyệt vời để giúp bạn tìm kiếm dễ dàng những người đồng đội dễ thương và đầy tài năng chỉ bằng vài thao tác đơn giản. Cơ hội trở thành một trong những huấn luyện viên cực dễ thương và đẳng cấp đến từ Hubo, cũng như được liên tục cập nhật kiến thức về game mọi lúc, mọi nơi. Tiện lợi, bổ ích và thân thiện. Còn chờ gì nữa? Hãy tải Hubo trong ngày hôm nay đi nào!